Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu với các bạn và anh em đây là motor trợ lên xuống kính của cửa gió trời, cửa sổ trời của dòng xe Mitsubishi Outlander. Con này Outlander bản Premium hay còn gọi là bản đủ ấy, ở dòng xe Mitsubishi Outlander, motor lên xuống cửa sổ trời. Đấy, còn cái bản thiếu thì nó không có cửa sổ trời, bản đủ thì nó có cửa sổ trời. Đấy thì khi mà đây là cái rắc cắm vào này và nó giúp chạy cái cửa sổ trời chúng ta, nó chạy ra chạy vào, thì khi nó bị hỏng mất cái motor thì bắt buộc các bạn thay thế, bởi vì nếu không thì chúng ta không mở được cửa. Và cái thứ hai, nó có mở cửa thì không đóng được, và không đóng được thì nhất là trời mưa bụi nó sẽ bay trong xe, chúng ta không bật được điều hòa, hoặc là trời mưa thì cái xe chúng ta không khác gì cái chung đựng nước cả. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay cái motor cửa sổ trời này của dòng xe Mitsubishi Outlander. Đấy thì khi anh em có nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phutungnitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.